Mình chào các bác anh em. Vâng, clip này em lên video test cái bộ này cho các bác khách ở Ninh Bình. Cái con âm ly này thì đây trước mặt nó đây. Nếu khi mà các anh em cắm speaker nó có là cái cổng loa A thì các bác anh em đằng sau phải cắm ở A các anh em nhá. Và bát chép đây. Nó tăng chỉnh bát chép cho cái gần gạt này. Khi mà muốn nghe mà nó nặng bát nặng chép hơn ấy, thì ấn vào cái lau lướt này. Còn không thích nghe nhẹ hơn thì nhả cái lau lướt ra các bác anh em nhé. Còn đây là những cái cổng vào, chọn cổng vào AUX này, tuner này, tuner là cái thớt tụng đài. Còn AUX thì là cái cắm cổng AUX đằng sau chúng ta vẫn đang nghe. Còn đây, loa trái, loa phải. Và mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết rồi. Thì clip này em lên em test cho để anh em biết đường anh cắm. Mà rất là nhiều anh em cũng có tuổi không biết cắm đấu rút như nào thì em cũng lên video hướng dẫn các bạn em luôn. Và đây là những cái cổng, chọn những cổng đầu vào các em nhé. Khi mà chọn cái này thì bát chép này chỉnh như không các em nhé. Khi mà chọn cổng này thì các bát chép chỉnh như không. Khi nào cái này đèn sẽ nhắn đèn này, nhả nó ra này. Đó, để bắt đầu chỉnh được bát chép. Đó. Khi mà nhấn cái này vào thì bát chép bằng không các em nhé. Còn khi nhả ra nó không có đèn này thì bắt đầu mình tự chỉnh được. Đây là cái đèn tia này, khi mà mở to lên này. Còn đây em sẽ test luôn cái thước đài. Anh này thì anh yêu cầu là có đài. Đây AM đang bật AM đây. Em chuyển đây, khi mà nghe đài thì chuyển sang cái tuner này. Nói chung là nhiều anh em chơi biết rồi thì cũng không cần phải là em hướng dẫn như này đâu, nhưng mà nhiều anh em cũng lần đầu tiên chơi đồ bãi thì em hướng dẫn cho nó tỉ mỉ thì các anh em về chơi cho nó đấu rút cho nó dễ dàng. Bác sĩ giải thích hàng vị dạ dày là phần. Còn đây là cái phần AM. AM thì thông thường sẽ bắt được 2 kênh. Đó, bắt được 2 kênh. Nên cần phải kiên trì. Nhiều năm nay chúng mình đã đi. Rồi, bây giờ em sẽ sang cái phần FM này. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cũng đang xây dựng. Đó, FM bắt rất là nét. Đó, bắt được rất là nhiều kênh tại Việt Nam các anh em nhá. Hôm nay khi các anh em mà nghe AM thì chỉ việc gạt nó xuống cái phần AM này. Còn khi nghe FM thì gạt lên FM mono bởi vì con này AM nó kéo sóng các em nhá. Còn khi mà gạt cái này xuống này, khi gạt cái này xuống này sẽ không bắt được này, gạt lên này. Đây em sẽ quay cái phần đằng sau để đấu rút để các anh em có thể biết nè. Đây em. Phần đằng sau để các anh em biết cách đấu rút này. Như cái cổng tín hiệu từ TV hay là các bạn em lấy từ tín hiệu từ điện thoại ấy, thì cắm vào AUX đây nhá. Còn tuner, còn cái âm ly, còn cái gọi là cái thớt đài ấy, thì các bạn em cắm vào tuner để khi mà chuyển nó dễ này. Con này thì nó có cho phép chúng ta có thể chuyển đánh từ 4 này, đang hiện tại đang để cầu là đánh từ 4 đến 6 ohm. Còn như anh cặp loa của ba anh em mà yêu cầu đánh từ 8 ohm đến 16 ohm, 8 ohm trở lên thì gạt cái này xuống, kể cả đánh một cầu cũng vậy. Còn đánh hai cầu loa thì để nguyên cái mức ở trên này, bởi vì hai cầu loa thì nó đánh từ 8 đến 12 ohm này. Bên dưới nếu mà gạt xuống thì đánh hai cầu nó sẽ là 12 đến 32 ohm. Còn nếu mà loa của các bác anh em đã chơi một cặp ấy mà đánh trở kháng từ 4 ohm đến 6 ohm thì để nguyên cái mức ở trên. Còn nếu như mà loa của các bác anh em có trở kháng từ 6 ohm này, đây. Để mà nhỏ cái âm lượng xuống. Nếu như trở kháng từ 6 cho đến 16 ohm thì gạt nó xuống đây. Đó. Nếu như trở kháng của loa là 6 đến 16 ohm. Trở kháng của loa là gì? Trở kháng của loa là đằng sau loa các bạn nhá. Đằng sau loa nó hay ghi cái 8 ohm này đây. Các bạn kia nhìn cái ký hiệu này. 8 ohm hoặc là 6 ohm hay là 4 ohm gì đó. Đây hai cầu loa. A thì các bạn em đấu ở trên.
Và khi mà nghe đài ấy, các bạn nào muốn nghe đài bắt đài nét ấy, thì đấu thêm một cái dây này, một cái dây điện nó khoảng 1.5m ấy, là đấu bắt lên trên để cho nó sóng bắt nó nét hơn này. Đấu một cái cầu này, FM này, các bạn phải đấu một cầu FM là bắt sóng nó sẽ rất là nét. Và các bạn anh em mà có nhu cầu mua những cái món âm thanh hàng bãi hay là lựa cho mình những cặp loa ưng ý thì hãy cứ alo trực tiếp với em theo số điện thoại ở trên cái tấm biển kia các anh em nhé. Em sẽ giao hàng tận cốt cho các anh em ở xa. Cảm ơn các anh em đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp các anh em trong những video tiếp theo.